vòng chung kết hội thi tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ 26 do Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức, thu hút sự tham gia của 240 thí sinh trên toàn thành phố Hà Nội. Các thí sinh được chia thành 5 bảng. Bảng A dành cho khối tiểu học có 103 thí sinh, bảng B dành cho khối trung học cơ sở có 70 thí sinh, bảng C dành cho khối trung học phổ thông có 25 thí sinh, bảng D2 dành cho khối trung học cơ sở với 18 sản phẩm sáng tạo và bảng D3 dành cho khối trung học phổ thông với 3 sản phẩm sáng tạo. Ban tổ chức cho biết, đề thi năm nay tập trung đánh giá năng lực thực hành, đề cao tính ứng dụng, sáng tạo của thí sinh. Các sản phẩm phần mềm sáng tạo với nhiều ý tưởng phong phú, mang tính ứng dụng thực tế cao vào việc học tập, sinh hoạt, rèn luyện của học sinh được đánh giá cao ở cấp cơ sở. Hội thi tin học trẻ thành phố Hà Nội là hoạt động thường niên cho thanh thiếu nhi thủ đô. Qua 26 năm tổ chức, hội thi luôn thu hút sự tham gia của đông đảo thanh thiếu nhi, góp phần vào việc tuyên truyền, khuyến khích phong trào tìm hiểu, học tập và ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi thủ đô. Qua đó đã có hàng trăm tài năng trẻ được phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trở thành nguồn nhân lực trẻ về công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước.